Rồi, chào tất cả mọi người lại đến với video em nha. Thì hôm nay thì em sẽ quay cho bác xem là một bộ chiếu ngựa của Lim. Thì hiện tại cái bộ này thì bên em cũng mới vừa tải ra này. Và đã có, nói chung thì cái này đã có em xem này. Thì nó lót hay là chưa? Bộ này thì cũng đã có lót rồi. Cái này thì có lót một nước lót này nha các bác. Đó, thì các bác có thể nhìn thấy này. Hàng này là hàng mộc thô nguyên xi luôn nha. Đây, thì trong cái giai đoạn này thì các bác có thể nhìn thấy là hàng là nó chân thật nhất này. Hàng chân thật nhất này. Chỗ nào lỗi hay là chấp vá hay là gì đó, ví là nói chung là nứt nẻ hay là gì đó thì các bác có thể nhìn thấy thực tế nha. Nhưng mà cái bộ này thì rất là đẹp luôn. Đây này, đầu nó này. Đầu rất là đẹp nha các bác. Đây. Tấm này thì nó phe cạnh tự nhiên và là dòng của Lim. Thì hiện tại là cái tấm này thì nó phe cạnh là đầu kia nó đang rộng là 1m84 và đầu này thì nó rộng là 1m7 này, 1m7. Nói chung về cái bộ chiếu ngựa này phe cạnh thì đầu 1m7 và đầu 1m8 thì nhìn nó cũng chung chung nhau nha các bác. Bởi vì là khi nó dài 3m ấy, thì nó không có cái độ chênh lệch nhất định đó, nên là các bác có thể nhìn thấy là nó cũng rất là vừa vặn luôn. Thì hiện tại đây cạnh này, phe cạnh tự nhiên này. Hàng này là bên em là mới lót một nước lót thôi nha. Khi mà mình lót lên tầm khoảng cỡ 3-4 nước lót thì về cái lót là mình lót lên thì nó sẽ giữ gỗ, là coi như là một cái lớp BU á, coi như là một cái lớp lót để cho nó giữ lại gỗ này, là nó không bị nứt, không bị xé nha các bác. Đó, thì như cái tấm này hiện tại là nó đã dài là 3m04 này, dài 20 nha, dày là 20. Và những cái đầu này hiện tại nó đang bị răng này, là tại vì là cái đầu này là sát kim ngoài đầu cây á, khi mà cái ngoài đầu cây á các bác, tại vì là sát ngoài đầu cây thì cái ngoài đầu cây thì tại vì trong quá trình mình để là tới bao nhiêu năm thì nó mới về được tới đây thì nó hơi bị răng này. Thì ví dụ như bây giờ 3m04 mà các bác nếu mà muốn cái này á mà nó không bị răng cái này đẹp á thì các bác có thể là cắt đi mấy phân đó, cắt đi mấy phân thì nó sẽ như cái đầu bên này. Thì nói chung hàng có sao thì em báo cho các bác vậy nha. Đó, nhưng mà còn về cái bộ này thì nó không có bị nứt nẻ gì nha, rất là đẹp luôn. Ví dụ như các bác bây giờ các bác cắt tầm 3m thì rất là ok đó. Về cái bộ này á thì hiện tại bên em đang bán giá là 55 triệu, 55 triệu một bộ này đó. Thì nói chung cái cây này thì em sẽ thì đợt này cũng lại toàn các bác ạ. Này, cây này đợt này sẽ lại lỗ nữa các bác ạ. Bởi vì là cái cây này em mới sẽ này. Thì cái khúc đó thì em tính ra thì nó rơi vào tầm được khoảng 3 tấm 8 vuông và 1 tấm 9 đẹp. Nhưng mà hiện tại sẽ ra thì nó chỉ được đúng 1 tấm 1 tấm vuông thôi. Này, đúng 1 tấm 1 tấm vuông này. Thì như cái tấm này thì khách bên em cũng đã chốt rồi. Đó các bác, đó là em chỉ tính là 4 tấm nha, 4 tấm đẹp nha. Nhưng mà hiện tại là chỉ có 1 tấm thì các bác cũng có thể là hiểu được là nó nói chung là cây này thì chắc chắn sẽ lỗ rồi. Đó, nhưng mà giá cả thì em vẫn bán là giá đúng cái giá nhập vào nha. Còn cây nó bị hư hay là đẹp thì cái đó thì đẹp thì em hưởng thôi. Còn xấu thì giá nó vẫn vậy nha, chỉ bán theo giá thị trường. Đó, nhưng mà hàng bên em bán thì em sẽ đảm bảo cho các bác là quay mộc thô tự nhiên, chứ không có BU lên. Đó, cũng có một số bộ thì ví dụ như em mất công việc em không quay kịp thì có thể là thợ em đã BU lên rồi. Nhưng mà khi bán nào mà chốt á, các bác mà không yên tâm về cái phần đã BU lên rồi á thì em sẽ cho thợ nha, trà ra lại cho các bác luôn, trà hoặc là bào chai gì đó. Nói chung là làm bất cứ cái việc gì các bác theo yêu cầu của các bác. Nếu mà các bác thấy đúng như lời em tả thì các bác có thể là chốt bộ đó cho em, còn không đúng thì các bác không cần phải chốt, thì coi như mọi chi phí thì em sẽ chịu hết đó. Và bên em thì cũng có chuẩn bị cho ra được một cái bộ rời thì cũng rất là to luôn. Bộ rời này thì nó rộng là 2m4, mỗi tấm là 1m2 nha các bác, và dài là 3m3, và hiện tại là nó đang dày là 19 phân rồi này. Cạnh nó là còn nguyên xi này, hiện tại cái này là đang mặt dưới nha các bác. Đó, rất là đẹp luôn. Bộ rời 24 thì cũng khá là khủng nha các bác. Khá là khủng luôn. Đó. 24 rất là khủng luôn. Ngoài ra thì bên em cũng có một số mặt hàng.
đây. Thì nói chung thì hiện tại thì em cũng đã có cái tấm này này. Tấm này thì đây, tấm mặt bàn cái này mới vừa lót xong mà, mới vừa lót xong rất là đẹp luôn. Đó, mà bàn này thì nó rộng là 1m4 nha các bác, 1m4, dày là 19 phân. Các bác có thể nhìn thấy này, rất là đẹp luôn. Hàng này là hàng chuẩn đét cho các bác luôn, là hàng thô mộc này, không có ấy gì hết nè. Rồi, bây giờ em sẽ quay cho các bác xem là một cái tấm cũng là tấm của Lim. Nhưng mà cái tấm này là tấm chiếu ngựa. Thì hiện tại là cái đây là mặt dưới nè, mặt dưới thì nó cũng có răng răng. Tấm này là tấm nó chuẩn bìa nha các bác. Tấm này là bìa xa tim luôn. Nhưng mà tại vì cái tim này nó khá là to nên là nó có ảnh hưởng lên một xíu. Đây, nó có ảnh hưởng lên một chút ít nha. Đó, những cái vết này thì nó không đáng kể. Đó, có sao thì em quay cho các bác về luôn. Thì những cái bộ này nếu mà bán nào, nếu mà thiện chí chốt á, thì có thể là liên hệ cho tí cho em để em lấy thước đo lại cho các bác xem về cái kích thước nha. Thì bây giờ em chỉ còn mỗi cái bộ đó là to nhất thôi. Này là quay mộc thô luôn á, chứ còn nhiều nơi người ta bán là người ta không có quay cho các bác vậy đâu. Bởi vì khi mà quay những cái phần đó lên thì rất là nhiều bác là có thể là các bác, nói chung nhiều bác ấy mà không am hiểu về gỗ á, thì khi các bác thấy hơi răng răng nước một xíu là các bác rất là sợ. Nhưng mà thực ra thì về gỗ là nó mà các bác mà bảo đẹp không tì vết thì nó gần như là không có rồi các bác ạ. Nó tỷ lệ rất là thấp nha, tỷ lệ là nó rất là thấp luôn. Thì hiện tại em vừa đo chiều rộng là được 1.8 nè. Cái thước này thì nó hơi ngắn, thì em sẽ kéo tới đây là 3.5 nè, 3.5. Tại cái này thì cho 1m nữa. Thì tấm này tôi vào tầm 4.5, hơn 4.5 nha các bác. Nó dày, để anh xem cái chiều dày nó bao nhiêu. Chiều dày nó là 20, gần 21 nha. Đó, bạn nào nếu mà thích của tấm 8 này thì các bác có thể liên hệ cho tôi cho em. Cạnh nó nè. Đây, còn về phần nó răng răng này. Nhiều bác thì cái đa số là mua hàng thì các bác cứ quan trọng là nó không được nứt, không được nẻ, nói chung là nó rất là khó nha bác. Ví dụ như 10 bộ á, 10 bộ chỉ may ra chỉ được một bộ là nó đẹp thôi. Chứ còn về cái phần nứt nẻ thì chắc chắn là nó sẽ có. Và như cái bộ này nha, em dám khẳng định nha. Nếu mà hàng mà nó bị như thế này thì nếu mà người ta ấy, một số cơ sở khác ấy, ví dụ tầm khoảng 10 cơ sở người ta bán cho các bác thì chỉ tầm mới ra được 2 cái sở thì người ta quay mộc cho các bác xem những cái phần này thôi. Chứ còn đa số là người ta sẽ hoàn thiện mình hết nha. Người ta sẽ BU bắt đầu người ta chỉnh sửa lại cái chỗ này, rồi người ta mới quay lên cho các bác, thì người ta sẽ bán được giá cao hơn. Còn cái này thì em nói chung có sao quay lại cho các bác luôn. Đó, hàng này thì nói chung về cái phần này nha, thì em nói thật với các bác nha, đó, nó không có ảnh hưởng gì gọi là về những cái phần mà xài về sau này đâu. Tại vì nếu mà nó ảnh hưởng về cái phần sau này á là cái phần đây này, đây là nó là ví dụ như những cái đường nứt dài, ví dụ vậy đó, ví dụ như những cái đường nứt dài thì nó ảnh hưởng, hoặc là hàn tim nếu mà mình sẽ mỏng á, thì nó mới ảnh hưởng. Còn như những cái tấm tim mà khi mà mình sẽ dày có cái độ kết cấu nữa thì xài nó bền hơn những cái tấm 20 phân rất là nhiều, 20 phân mà hàng bìa nữa đó. Thì như cái tấm này em làm lên thì em sẽ cho thợ là khoan cầm hai đầu lại. Đó, khoan cầm hai đầu lại. Thì riêng cái tấm này ví dụ như bây giờ các bác mua thì em cầm hai đầu lại là các bác xài thêm thu luôn, không phải lo về vấn đề gì cả. 1.8 này, giờ 20 và dài là 4.5 nha. Đó, dài là 4.5. Còn những cái bộ rời này, còn những cái tấm thẻ cạnh này thì các bác nào nếu mà quan tâm thì có thể ủng hộ em. Và đây là cái tấm, đây là một cái tấm, nói chung cũng là tấm chiếu ngựa, nhưng mà tấm này thì bên em bán thì giá nó sẽ rất là rẻ nè, tầm vài chục thôi. Tại vì là cái tấm này thì em, tấm này là tấm tim này,
Mới đầu em về ấy là em tính làm một bộ chú đôi, là cắt đôi cái phần này ra làm chú đôi này. Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì em lại làm luôn hàng một tấm, nhưng mà em bán giá thấp cho các bác. Thì về cái công đoạn mà xài mà nó có bị hư hay không á, thì cái này thì em sẽ làm đảm bảo hết cho các bác nha. Thì em sẽ khoan cùm, khoan cùm một con ốc ở đây đó, một con ốc ở đây, và em sẽ làm thêm một cái cá ở dưới nữa đó. Về nói chung là về đảm bảo với các bác xài là các bác không phải sợ xe toát hay là không sợ ảnh hưởng gì về cái tấm này. Nhưng mà ví dụ như về cái phần này thì có thể là em sẽ xử lý nhẹ lên, thì nó sẽ nói chung là nó không được vẻ đẹp tự nhiên thôi. Nhưng mà hai bên hông này thì em vẫn để tự nhiên nha, chỉ có cái phần này thì em sẽ xử lý sơ lên đó. Thì như cái bộ này thì hiện tại nói chung thì về giá cả thì nó cũng khá là ok luôn. Bán nào nếu mà mua thì cứ liên hệ trực tiếp cho em đó. Giá là nói chung nó chỉ gọi là ngang bộ chú đôi thôi nha các bác, ngang bộ chú đôi bình thường em bán giá vài chục thôi đó. Thì em để em lấy thước đo cái bộ đó cho các bác xem. Hàng thì nói chung có sao thì cũng quay vậy nha, không có, nói chung là không có giấu giếm gì các bác đâu. Thì bán nào nếu mà xem được kênh bên em thì các bác có thể thấy là hàng nó rất là thực tế. Đây, tấm này thì hiện tại đang rộng là 2m này. Tấm này hiện tại đang rộng là 2m nha. Rộng là 2m. Rộng 2m, dài 2m vuông 45. Và cái này thì nó dài rơi vào tầm 15. Tại vì hôm trước em xẻ thì em cũng đã có bảo là dài, chiều dài là nó hơn 15. Tại 15 mà. Đó, giá chỉ vài chục thôi, giá chỉ vài chục một cái bộ 2m thôi. Đó. Bạn nào nếu mà quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp cho em. Và ra thì bên em còn một số mặt bằng. Đây, mặt bằng thì bên em hiện có là mấy cái luôn. Mấy cái này thì nó rơi vào tầm 1m25, 1m3 thôi. Đó. 1m25, 1m3 thôi. Cái này là đều là hàng mọc hết nha. Quay mọc thôi hết cho các bác luôn. Nên là các bác không phải lo về vấn đề gì gọi là hàng chấp ghép hay là gì hết nha. Như những cái sản phẩm này nhá, nếu mà các bác mà mua một số nơi khác nữa, người ta sẽ chỉnh sửa hết lên rồi người ta mới quay cho các bác thôi. Thì có thể người ta làm hoàn thiện lên, người ta bán hình đẹp cho các bác thì giá nó rất là cao. Còn như em là có sao này quay vậy, thì nói chung bây giờ cái này bán lấy từng gỗ này đó. Còn về cái về khi các bác mà xài á, các bác không phải lo về những cái vấn đề gọi là nó hư nha. Tại vì cái này thì em cũng đã làm qua rất nhiều rồi, thì em cũng đã biết, nói chung là em biết cách làm và làm sao để cho những cái tấm hàng khi mình về mình xài nó rất là bền đó. Thì hiện tại là em sẽ cho thợ là khoan cùm hai bên đầu, và em sẽ có đóng cá nhẹ mặt dưới nữa, thì về đảm bảo với các bác xài là không bao giờ bị xé toạc hay là bị gì hết nha. Đó rồi, còn ngoài ra thì trong vài hôm tới nữa thì em sẽ bắt đầu xẻ một cây gỗ gõ ba chi lắc ma, thì đường kính nó cũng rơi vào tầm khoảng cỡ 16 đổ về. Nếu mà bán nào, nếu mà đặt hàng chú đôi hay là bàn tròn hay là bàn dài, nói chung là tất tật, thì các bác có thể liên hệ trực tiếp cho em. Còn bây giờ em xin kết thúc video ở đây.